truy cập ngay Robux siêu rẻ.com, số mua bán Robux uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel RAVG của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tới với một cái thể loại game trượt ván ở trong Roblox nha mọi người. Có thể bạn nào chưa biết thì trong tựa game này nó sẽ có một cái đường đua như kiểu Obi này, anh em thấy chưa? Đấy, và chúng ta sẽ dùng cái ván này để chúng ta trượt và chúng ta đua, chứ không phải là kiểu nhảy nhảy như mấy tựa game khác đâu. Mình thấy game này nó cũng khá là mới mẻ và khá là hay và mình cũng chưa chơi bao giờ cả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng test thử xem nó độ khó của nó như thế nào nha. Và mình cũng có rủ mấy thanh niên trong team của mình vào đây để tổ chức một cuộc đua. Giải nhất là sẽ được nhận 100 Robux. Đấy, không biết là mấy thanh niên đằng sau đã sẵn sàng chưa. Khi nào đến 3, 2, 1 là bắt đầu chạy nha. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Đi đây. Rồi, stack 2 liền. Úi dồi, tính ra cái tựa game trượt ván này dễ thế nhỉ. Nhảy. Đấy, anh em thấy chưa, cái kỹ năng trượt ván của mình phải nói rất là đẳng cấp. Úi dồi, mấy thanh niên kia cũng đang trượt. Mình mà dẫn đầu thì mình lại được 100 Robux của bản thân luôn. Ôi rồi, chỗ này thôi mấy cái chỗ quả skill đấy thì bỏ đi. Rồi, bắt đầu thấy khó khó rồi nha. Ủa, game này mình thấy khá là hay anh em ạ. Ai mà thích đam mê trượt ván trong Roblox thì nên vào chơi thử. Mình sẽ để link game ở phía dưới phần mô tả. Và chúng ta đã tới với một cái đường cống gì đấy. Woo. Woo. Phế quá mọi người. Ôi rồi, phế chưa, phế chưa. Rồi ơi, lướt như thế này bay được qua kia không ta? Hình như không bay được thì phải. Rồi, đấy, easy game. Và chúng ta sẽ tới với cái map cỏ gì đây. Ôi thôi xong rồi, đúng kiểu Obi rồi anh em ơi. Không ổn, không ổn. Tôi chết rồi, chọn 3 màu ra chơi. Chọn, cho thanh niên chọn trước. Rồi, màu hồng không được nha. Màu xanh, màu xanh. Màu xanh nào đây, màu xanh nào đây. Màu xanh ở giữa hay là xanh bên phải đây. À hay là xanh bên trái đây. Rồi, ôi trời đất ơi, rơi luôn á. Tôi chết rồi, tụt lại rồi. Trời ơi, biết thế mò luôn cho nó nhanh. Khổ thế nhỉ, chơi cái này nó kiểu nhấm phẩm ý. Rồi, qua nào, qua nào. Yes. Cố lên, có mấy thanh niên. Trời, khó đấy, khó đấy. Không dễ thì nào đâu. Lúc đầu tưởng dễ nhưng mà thật ra nó rất là khó. Úi dồi, úi dồi. Yes, quá rồi. Giữ thăng bằng nào, giữ thăng bằng nào. Úi, giữ thăng bằng nào. Đây, 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 đây. Ok, anh em thấy chưa. Ôi, rồi. May quá. Cửa gì đây, cửa giữa thì phải. Mình vừa thấy thanh niên nhảy cửa. Trời ơi, rơi đúng ở chỗ đấy mới sợ chứ. Ơ kìa. Nào, lên. Lên. Đấy, đấy, được rồi, được rồi, được rồi. Gọt. Nhảy. Úi dồi, khó quá mọi người. Tự nhiên có cái ván ở có cái ván ở dưới chân. Kiểu cảm giác nhảy Obi nó rất là khó. Ấy dạ, ấy dạ, ấy dạ. Thấy chưa, tất cả chỉ là diễn thôi, chứ mình chơi game này nói chung cái kỹ năng trượt ván của mình thì anh em khỏi bàn. Đấy. Ủa, hình như thanh RAV lanh đang top 1 rồi luôn. Thanh niên này liệu có thể nhận 100 Robux hay không? À đâu, mình cũng đang cùng stake với thanh niên đấy. Tất cả đều cùng đang top 1. Rồi, hy vọng là mình sẽ giành giải nhất. Mấy thanh niên sẽ trượt chân gì đấy để đỡ tốn 100 Robux là cái nào anh em nào? Anh giả, anh giả. Cái gì đây? Úi giời ơi, cái này thì dễ. Cái này thì đơn giản như đan rổ. Đấy. Rồi, cái này thì nó lại càng dễ. Mình chỉ sợ mấy cái đường nó bé bé thôi, nhưng mấy cái đường này lớn ăn thua gì, đúng không? Úi xời ơi. Đơn giản chưa? Nếu mà anh em nào mà thích tập sau thì để lại 1000 like nha. Mình sẽ làm đua xe đạp cho mọi người xem. Rồi, có một thanh niên rơi rồi. Ôi, ôi. Trời ơi. Khó thế. Không sao, không sao, từ từ. Mình đang top 2, mình đang top 2. Nào. Gì đây? Từ 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 từ, bình tĩnh, đoạn này chậm thôi, phanh lại, phanh lại, bình tĩnh, từ từ đấy, chúng ta phải bình tĩnh, anh em không được nóng vội đúng không? Ấy là thanh niên kia còn định nhảy sang như thế ạ. Thử nhảy xem sao ta. Hình như nhảy được mà. Ôi giời ơi, biết thế không nhảy. À đấy, chỗ này nhảy được ấy. Đấy, mấy thanh niên này sao nhảy được ạ? Ảo thế. Hay. Khó quá. Thế anh em nên vào chơi thử cái game này. Điều khiển kiểu gì ấy. Cái ván này rất là khó điều khiển luôn. Nào nào nào, phanh phanh phanh. Đấy, nó kiểu trơn trơn trượt trượt ấy. Rồi, qua rồi, may quá. Stake 24. Rồi luôn, chỗ này phải nhảy qua cái đỏ đỏ. Nhảy qua cái đỏ đỏ. Nhảy qua cái đỏ đỏ.
Rồi luôn, thằng kia gà rơi luôn. Xin cái tuổi. Xin cái tuổi nha con. Trời ơi, anh ơi, anh em thấy chưa? Uầy, mình vừa làm gì đấy? Vừa nói xong cứ tưởng highlight ngọ đang ngầu ngầu lại rơi. Cái gì đây, sao chỗ này trượt thế? Nào nào nào, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đơ. Này thì ok. Hình như mình đang top 3 thì phải. Ờ đúng rồi, mình đang top 3. Vậy là có hai thanh niên kia đang top 1, top 2 thôi. Nào, từ từ. Đấy, lướt trên cái hồng hồng này được này. Đấy, anh em nào mà có kỹ năng trượt ván này, anh em cứ vào đây, anh em quẩy. Úi xòi ơi, thấy chưa? Úi xòi ơi, bay à, úi xòi ơi. Nó phê, nó phải nói là phê. Rồi, bắt đầu đến mức khó rồi. Thanh niên còn nhảy vào cái đỏ đỏ mới sợ chứ. Phải nhảy vào cái thanh ở trên. Uầy, ảo nhờ. Mấy thằng này cũng ảo phết đấy chứ đùa. Úi giời, úi giời, úi giời ơi. Rơi liền. Làm sao mà qua được mắt mình. Bảo rơi là rơi liền. Có một thằng đang ở đằng trước, mình sẽ phải qua đó. Úi 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 giời ơi. Khó thế. Rồi luôn. Nào. Ờ, giữ thăng bằng anh em ơi. Ờ, nice sự. Qua đây anh em ơi. Úi xòi, bay. Thấy chưa, từ game rất là hay. Mình phải nói rất là hay luôn. Để khi nào làm quả cuộc đua xe đạp cái nhỉ. Chắc là nó sẽ lưu lại, nó sẽ checkpoint lại. Úi úi. Đoạn đấy dễ thế mà vẫn không qua chứ. Ảo thế. Trời ạ. Cái gì đây. Không biết là thằng kia vượt mình chưa ta. Sao cái đoạn này khó thế ta. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Ui không, có thằng rơi, có thằng vượt rồi. À. Ờ, nó rơi rồi, may quá. Cái gì. Sao khó thế nhở. Thể cái ván này nó bị làm sao anh em ạ. Cái ván này nó kiểu bị bôi trơn à. Đấy. Rõ ràng phanh rồi xong trượt trượt nhá. Phanh lại à, phanh lại. Đúng rồi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Đấy. Cứ bị cái đoạn đấy ạ. Rồi luôn, mấy thằng này nó vượt hết bây giờ. Lên. Lên. Ok ạ. Ok ạ. Rồi, kẹt luôn. Cày thế nhỉ. Ờ, mấy cái thằng này. Mấy cái thằng này làm sao. Mấy thằng này sao. Ờ, qua rồi. Hay quá. Úi xoài, úi xoài. Ui. Mình vừa làm gì đấy anh em. Quả kỹ năng gì vậy. Nào nào, đừng, 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 đừng. Đừng. Trời ơi. Đoạn. Đúng là gục ngã trước cửa thiên đàng là có thật. Ui giời ơi. Kẹt ở đây rồi. Ui giời ơi. Tí thì tới đích tự nhiên làm pha. Trời đất. Có thể tin nổi. Ờ. Đi trước nha. Quá rồi anh em ơi. Cuối cùng nó cũng qua. Mày quá, nhưng mà mình đã bỏ lại, bị bỏ lại rồi. Mình đang top 3. Vẫn đang top 3 anh em ạ. Ủa, 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 cái gì đấy? Không sao, không sao, không thành vấn đề. À, đuổi kịp rồi, đuổi kịp rồi. Let's go. Đuổi kịp rồi, đuổi kịp rồi. Đã thấy thí sinh ở đằng trước. Rồi, vượt được một thằng, còn một thằng nữa. Còn một con thằng tên là KGZ. Ủa, cái đoạn này nó khó giữ thăng bằng lắm. Đoạn này nó mới khó này. Trời đất ơi, nó khó giữ thăng bằng kinh khủng luôn ấy. Tay mình đang kiểu đang kiểu 8 nút luôn ấy. Cái gì đây? À, nhảy xuống, nhảy xuống. Easy game, thấy chưa? Đấy rồi, đã thấy thí sinh trước mặt để vượt. Ui giỏi rồi. Toàn rồi anh em ơi. Rồi luôn chứ. Nào nào, nhanh nhanh nhanh, let's go. Đúng rồi. Đấy rồi, thằng trước mặt đang ở đằng kia. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Cố lên, cố lên. À, có thằng màu hồng đang ở đằng sau mình. Ui. Pha đấy mà rơi được, điêu thế nhỉ. Nào nào, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Đấy rồi. Let's go. Lên. Ừ. Thấy chưa anh em, thấy chưa. Dần dần nó cũng phải quen với cái ván này thôi. Dần dần cái gì nó cũng phải quen thôi. Không biết là đua xe đạp nó sẽ như thế nào. Nhưng để hôm nào mình làm thử pha đua xe đạp xem sao. Ui ôi, ui 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 ui. Đoạn đấy không nhảy được mới cay chứ. Lên. Lên. Ok. Ok. Nhảy. Nhảy. Xoài. Quá đẳng cấp. Rồi luôn.
không phanh kịp. Ok. Phan nhảy nhìn buồn cười người ta. Qua đây nào. Sao không cho qua nhỉ? Nó không cho qua bên đấy luôn anh em ạ. Nó bắt phải chơi bên này rồi. Thôi toang rồi. Rồi đoạn này sao nó dài thế. Cái checkpoint nó dài thế. Khổ thế nhỉ. Stack chắc là mình sẽ chơi đến tầm stack 45 đi. Hoặc là stack 44 gì đấy. Thôi hoặc là chắc mình dừng tại đây cho nhanh em. Nếu mà mọi người thích video này và muốn mình làm thêm tập 2 về video này thì để lại tầm 1.000 like và để lại một comment xuống phía dưới, mình sẽ chơi tiếp tựa game này nha. Còn bây giờ thôi, chắc chơi đến đây thôi nha. Chúng ta sẽ phá đảo game này vào những cái video tiếp theo.